Rất vui khi được gặp lại quý khán giả trong bản tin của chương trình Khỏe Mạnh Đúng Cách ngày 23 tháng 3. Chúc quý vị có một buổi tối thật nhiều niềm vui. Và trong bản tin hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những thông tin y tế xã hội vừa được cập nhật. Và ngay bây giờ, mời quý vị hãy cùng Cẩm Chân điểm qua những thông tin đáng chú ý. Cảnh báo nguy cơ lây nhiễm từ tâm lý, ai rồi cũng thành F0. Việt Nam sắp cấp hộ chiếu vaccine điện tử. Cháy chung cư lúc rạng sáng, hai mẹ con tử vong thương tâm. Bình Phước, tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và xe khách. Chiêu độc của gã thanh niên lười biếng chiếm đoạt hàng chục thùng bia. Mở đầu bản tin hôm nay là những thông tin mới nhất về tình hình Covid-19 mà chúng tôi vừa ghi nhận. Những ngày gần đây, mặc dù số ca mắc Covid-19 tăng cao, song trái ngược với tâm lý lo lắng bị mắc bệnh, nhiều người lại có xu hướng phó mặc, cho rằng sớm muộn gì cũng trở thành F0 nên chủ quan lơ là trong phòng chống dịch Covid-19. Các chuyên gia y tế cảnh báo tâm lý ai rồi cũng trở thành F0 có thể sẽ làm cho số ca mắc Covid-19 trong cộng đồng tăng nhanh, gây áp lực lên hệ thống y tế, khiến việc kiểm soát dịch bệnh trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Cảnh báo nguy cơ lây nhiễm từ tâm lý ai rồi cũng thành F0. Theo các chuyên gia y tế, tâm lý ai rồi cũng thành F0 ở một bộ phận người dân là vô cùng nguy hiểm và sẽ gây ra nhiều tác hại cho sức khỏe của người bệnh cũng như tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 cao, bởi Việt Nam đang mở cửa đón khách du lịch trong và ngoài nước. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế Công cộng Việt Nam cho biết, không phải ai khi nhiễm Covid-19 cũng nhẹ, nhất là những người có bệnh nền. Đặc biệt khi nhiễm Covid-19, chính bản thân của người nhiễm lại là nguồn lây cho người khác, tạo thành sự lây lan bùng phát dịch bệnh, có thể gây quá tải cho hệ thống y tế. Ngoài ra, các vấn đề về hậu Covid-19 cũng có sự ảnh hưởng nhất định đến người bệnh. Bên cạnh đó, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thu Hường, trưởng đơn nguyên phòng chống dịch Covid-19, Bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội, cũng bày tỏ quan điểm rằng việc ai rồi cũng thành F0 là một suy nghĩ sai lầm, bởi một người khi nhiễm chủng Omicron vẫn có thể tái nhiễm lại với các biến chứng phụ khác nhau. Cùng với đó, tỷ lệ tái nhiễm ở thời điểm này rất cao. Như vậy, các trường hợp cố tình nhiễm bệnh là đang tự đặt cược mình vào nguy hiểm. Cho dù hiện nay các ca nhiễm bệnh diễn tiến nặng có tỷ lệ thấp, nhưng không có nghĩa là không xảy ra. Do đó, các bác sĩ khuyến cáo trong trường hợp gia đình có người là bệnh F0 hoặc F1 vẫn nên tuân thủ đầy đủ thông điệp 5K, đặc biệt là khẩu trang và khử khuẩn, cùng với các hướng dẫn phòng chống lây nhiễm để bảo vệ sức khỏe bản thân và những người xung quanh. Thưa quý vị, mới đây Bộ Y tế cho biết sắp tới sẽ triển khai cấp hộ chiếu vaccine điện tử rộng rãi trên toàn quốc. Điều này giúp người dân thuận lợi hơn trong việc đi lại và giao thương quốc tế. Việt Nam sắp cấp hộ chiếu vaccine điện tử. Hộ chiếu vaccine điện tử có ý nghĩa như hộ chiếu vaccine giấy, giúp người dân thuận lợi hơn trong việc đi lại, giao thương quốc tế. Hiện nay, theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, hộ chiếu vaccine của Việt Nam đã được 17 quốc gia công nhận. Cũng theo ông Hùng, Cục Công nghệ Thông tin đang làm việc với các đơn vị liên quan của Bộ Thông tin và Truyền thông để xây dựng chức năng hiển thị hộ chiếu vaccine trên ứng dụng PC-Covid. Nếu người dân đã có thông tin chính xác trên ứng dụng này thì sẽ được tự động hiển thị hộ chiếu vaccine. Kết quả là một mã QR code theo tiêu chuẩn quốc tế có thể dùng để đi nước ngoài. Từ cuối năm 2021, Việt Nam đã phát triển hộ chiếu vaccine hay chứng nhận tiêm chủng điện tử để chuẩn bị cho việc đón khách quốc tế trở lại. Chứng nhận này hiển thị các thông tin cá nhân và thông tin tiêm chủng của người sử dụng thông qua mã QR code có hạn sử dụng là 12 tháng. Thứ trưởng Trần Văn Thuấn đề nghị Cục Công nghệ Thông tin tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành việc thí điểm, việc ký số chứng nhận điện tử tiêm Covid-19. Trong trường hợp cần thiết tham mưu, lãnh đạo Bộ chỉnh sửa quyết định 5772 để kịp thời hướng dẫn cơ sở tiêm chủng thực hiện việc ký số chứng nhận điện tử tiêm chủng vaccine Covid-19, đồng thời chủ động xây dựng các biểu mẫu, tiếp tục rà soát hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng Covid-19 để cập nhật, duy trì hoạt động thường xuyên. Thứ trưởng cũng đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục chỉ đạo các đơn vị quản lý và xây dựng phần mềm bảo đảm sử dụng thuận tiện, an toàn, bảo mật thông tin. Tháng 12 năm 2021, Bộ Y tế đã ban hành biểu mẫu và quy định cấp hộ chiếu vaccine. Sau quyết định này, Bộ phối hợp với Bộ Thông tin, Truyền thông và cơ quan liên quan xây dựng hệ thống cấp chứng nhận hộ chiếu vaccine cũng như chỉnh sửa, bổ sung chức năng ký số trên nền tảng quản lý tiêm chủng. Bộ Y tế đã thí điểm thực hiện tại 3 bệnh viện là Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện K và Bệnh viện E. Kết quả cho thấy hệ thống đã sẵn sàng đáp ứng việc triển khai cấp hộ chiếu vaccine điện tử hay chứng nhận điện tử tiêm vaccine COVID-19. Ông Nguyễn Bá Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Y tế, Cục Công nghệ Thông tin, Bộ Y tế cho biết trong tuần tới, Bộ Y tế sẽ tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn cấp hộ chiếu vaccine điện tử, từ đó tiến tới triển khai cấp hộ chiếu vaccine điện tử rộng rãi toàn quốc. Thưa quý vị, rạng sáng hôm nay, ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội từ căn hộ ở tầng 10 của một chung cư tại thành phố Hồ Chí Minh, làm 2 người tử vong. Cháy chung cư lúc rạng sáng, 2 mẹ con tử vong thương tâm. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 5 giờ ngày 23 tháng 3, ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội từ một căn hộ ở tầng 10 của chung cư Carillon 5 tại đường Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú. Chung cư nhanh chóng kích hoạt còi báo động, người dân từ các tầng hoảng sợ tháo chạy. Nhận tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an quận Tân Phú đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Đến khoảng gần 6 giờ cùng ngày, ngọn lửa đã dập tắt và hướng dẫn thoát nạn thành công nhiều người từ các tầng bị mắc kẹt. Tuy nhiên, vụ cháy đã khiến 2 người phụ nữ tử vong tại chỗ do hoảng hốt nhảy từ lầu cao xuống đất. Được biết, nạn nhân là 2 mẹ con sống tại căn hộ bị cháy ở tầng 10. Danh tính các nạn nhân bước đầu được xác định là NTNN sinh năm 1979 và NTNM sinh năm 1995. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ. Tiếp theo chương trình là thông tin mới nhất về một vụ tai nạn mà chúng tôi vừa nhận được. Thưa quý vị, rạng sáng hôm nay, xe đầu kéo bất ngờ hút vào đuôi một xe khách, khiến cho xe khách đâm vào một cửa hàng bên đường, làm thiệt hại nhiều tài sản. Rất may không có người thương vong. Bình Phước, tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và xe khách. Vào khoảng 6 giờ ngày 23 tháng 3, tại km 72 quốc lộ 13 thuộc địa phận ấp 2, thị trấn Chân Thành, huyện Chân Thành, tỉnh Bình Phước, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo hút vào đuôi xe khách, làm cho xe khách chạy loạng choạng đâm vào một cửa hàng bên đường. Rất may không có thương vong về người. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng thời điểm trên, xe đầu kéo mang biển kiểm soát 51H141.20 kéo theo rơ móc biển kiểm soát 51R266.32 do tài xế Dương Văn Trình, sinh năm 1986, ngụ tại xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh điều khiển, theo hướng từ huyện Chân Thành đi huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước. Khi đến đoạn đường trên, đã đâm trực diện vào đuôi xe ô tô khách mang biển kiểm soát 93B001.89 do tài xế Nguyễn Công Trí, sinh năm 1980, ngụ tại xã Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước điều khiển, cùng nhiều chỗ ở phía trước. Do là đang đi đón khách nên xe chưa có khách. Sau cú tông mạnh làm cho tài xế xe khách chạy loạng choạng đã đâm vào một cửa hàng bên đường, làm thiệt hại nhiều tài sản. Rất may tai nạn không có thương vong về người. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng Công an tỉnh Bình Phước đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Thuê taxi đến cửa hàng tạp hóa, cơ sở kinh doanh dịch vụ nấu ăn, một nam thanh niên giả đặt tiệc rồi chở bia nước ngọt về trước, sau đó đem bán lấy tiền tiêu xài. Đây là một chiêu trò mới mà người dân cần đề phòng và cảnh giác. Chiêu độc của gã thanh niên lười biếng chiếm đoạt hàng chục thùng bia. Thuê taxi đến cửa hàng tạp hóa, cơ sở kinh doanh dịch vụ nấu ăn, Nguyễn Tăng Hùng, 28 tuổi, ngụ Quảng Ngãi, giả đặt tiệc rồi chở bia nước ngọt về trước, sau đó đem bán lấy tiền tiêu xài. Ngày 22 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi xác nhận đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Tăng Hùng, sinh năm 1994, ngụ tổ dân phố 2, phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, vào chiều ngày 21 tháng 1 năm 2022, một thanh niên đi xe taxi đến nhà chị Nguyễn Thị Tê, sinh năm 1971, ngụ tổ dân phố Long Thạnh 1, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, là chủ dịch vụ nấu ăn, liên hệ đặt 7 bàn tiệc để cúng ghe tại nhà mẹ vợ ở tổ dân phố Thạnh Đức 2, phường Phổ Thạnh. Thanh niên này nói là cần chở một số thùng bia về trước, xong tiệc sẽ thanh toán luôn. Tin tưởng, chị Tê dẫn thanh niên trên đến một tiệm tạp hóa gần đó lấy 30 thùng bia và 3 thùng Coca-Cola trị giá 9,36 triệu đồng để thanh niên đưa đi trước. Vào sáng ngày 22 tháng 1 năm 2022, chị Tê đến địa chỉ là nhà mẹ vợ của người thanh niên kia để chuẩn bị nấu tiệc thì phát hiện bị lừa nên đến công an trình báo sự việc. Ban chỉ huy Công an thị xã Đức Phổ đã chỉ đạo đội cảnh sát hình sự nhanh chóng vào cuộc xác minh điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định được thủ phạm là Hùng, nhưng đối tượng thường xuyên vắng mặt tại địa phương. Ngày 21 tháng 3 năm 2022, Công an thị xã Đức Phổ bắt được Hùng khi đối tượng đang lẫn trốn tại một nhà trọ ở phường Nguyễn Nghiêm. Qua đấu tranh, Hùng khai nhận hành vi phạm tội, lừa đảo chiếm đoạt tài sản trị giá gần 9,3 triệu đồng. Mở rộng điều tra, công an làm rõ Hùng còn thực hiện một vụ lừa đảo với thủ đoạn tương tự vào ngày 8 tháng 3 năm 2022, chiếm đoạt của bà Võ Thị Thu Hắc, ngụ tổ dân phố 2, phường Nguyễn Nghiêm, 8 thùng bia Heineken trị giá gần 3,8 triệu đồng. Hùng không có nghề nghiệp ổn định, ham chơi bời lêu lỏng và để có tiền tiêu xài đã nghĩ ra thủ đoạn trên để lừa đảo. Hùng lên kế hoạch đi taxi lang thang tìm đến các cửa hàng tạp hóa, chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ nấu ăn, liên hệ giả vờ đặt tiệc, lấy lý do chở bia, nước ngọt về trước rồi mang đến cửa hàng tạp hóa bán lại. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã đăng ký và theo dõi kênh trong suốt thời gian qua. Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi về email khoemachdungcách2021@gmail.com hoặc fanpage Khỏe Mạnh Đúng Cách. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.